Đây rồi anh em ơi, đây này, cái là cái khoang máy mà chưa vệ sinh này. Anh em nhìn thấy cái khoang máy mà chưa vệ sinh thì nó như thế nào chưa? Đây, sau thời gian sử dụng dài này anh em thể thấy là bụi bẩn bám lên rất là nhiều, và thứ hai là những cái anh em thể thấy khi mà bụi bẩn tích tụ đây này thì lâu này thì những ở những cái đầu rắc này anh em thấy không ạ, đơn đất cát nó sẽ nhét vào đây này. Đấy, và theo anh dưa em rửa xe thì nó nước nước nó sẽ bám vào đây và nó sẽ khoảng khô cứng cái cao su này. Đấy, khô cứng cái cao su này và sau nó sẽ oxy hóa dần dần, nó sẽ mục và gãy. Đấy, anh em mà không rửa xe thường, anh em mà không chăm sóc thường xuyên nhá, không em chăm sóc định kỳ nhá, thằng này sẽ vỡ đi. Còn đây là một chiếc Toyota Vios, bên em đang tiến hành vệ sinh khoang động cơ đây. Anh em có thể thấy là sau khi về rửa lại thì nó sẽ sạch. Đây, anh em đang tiến hành rửa đây. Và rửa bằng cái gì ạ? Vẫn là cái máy hơi nước nóng huyền thoại của em đây. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái máy hơi nước nóng này anh em về vệ sinh thôi và xịt thôi. Và hóa chất thì sẽ là hóa chất chuyên dụng, không ảnh hưởng đến cái hệ thống khoang động cơ của anh em. Đấy, anh em thoải mái rửa anh em ra đấy, không ảnh hưởng đến những cái diên sắt, những cái diên tiết về mặt máy này nhá, diên tiết cao su là không ảnh hưởng nhá, anh em thấy không ạ? Đấy, vệ sinh ngâm ủ thoải mái. Đấy, đây là cái vệ khoang máy đang vệ sinh và cái này là khoang máy chưa vệ sinh. Anh em thấy hai cái đang xong hoàn toàn. Sau khi vệ sinh xong thì nó sẽ được dưỡng lại bằng một hệ bằng bằng dưỡng lại bằng dưỡng cao su để làm mềm hết những cái gioăng cao su này để cho lại cho anh em, để anh em cái khoang máy của anh em lúc nào cũng bền và đẹp nhé. Anh em mà có nhu cầu vệ sinh khoang động cơ nhé, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhé.